Xá lợi tử, như cái danh pháp môn giải thoát không, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu, trong pháp môn giải thoát không, không có danh, trong danh không có pháp môn giải thoát không, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc pháp môn giải thoát không hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có danh, trong danh không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải đi, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá lợi tử, như cái danh năm loại mắt chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong năm loại mắt không có danh, trong danh không có năm loại mắt, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì năm loại mắt cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc năm loại mắt hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh sáu phép thần thông chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong sáu phép thần thông không có danh, trong danh không có sáu phép thần thông, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì sáu phép thần thông cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc sáu phép thần thông hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá lợi tử, như cái danh mười lực của Phật chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong mười lực của Phật không có danh, trong danh không có mười lực của Phật, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì mười lực của Phật cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc mười lực của Phật hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không có danh. Trong danh không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy,
chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh trí nhất thiết, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong trí nhất thiết không có danh, trong danh không có trí nhất thiết, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì trí nhất thiết cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc trí nhất thiết hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có danh, trong danh không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh pháp không quên mất, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong pháp không quên mất không có danh, trong danh không có pháp không quên mất, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp không quên mất cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc pháp không quên mất hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh tánh luôn luôn giả, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong tánh luôn luôn giả, không có danh, trong danh không có tánh luôn luôn giả, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tánh luôn luôn giả cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc tánh luôn luôn giả hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh tất cả pháp môn Đà La Ni, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong tất cả pháp môn Đà La Ni không có danh, trong danh không có tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong tất cả pháp môn Tam Ma Địa không có danh, trong danh không có tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc tất cả pháp môn Tam Ma Địa hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy,
chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải đi, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh không nội, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong cái không nội không có danh, trong danh không có cái không nội, chẳng phải hiệp, chẳng phải đi, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì cái không nội cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc cái không nội hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh không ngoại, không nội ngoại, không không, không lớn, không thắng nghĩa, không hữu vi, không vô vi, không rốt ráo, không không biên giới, không tản mạn, không không đổi khác, không bổn tánh, không tự tướng, không cộng tướng, không tất cả pháp, không chẳng thể nắm bắt được, không không tánh, không tự tánh, không không tánh tự tánh, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh, không có danh. Trong danh không có cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc cái không ngoại cho đến cái không, không tánh tự tánh hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh chân như chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong chân như không có danh, trong danh không có chân như, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì chân như cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc chân như hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới hư không, cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, cảnh giới vô tánh, cảnh giới vô tướng, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tịnh, bổn vô thật tế, cứu cánh niết bàn, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong pháp giới, cho đến cứu cánh niết bàn không có danh, trong danh không có pháp giới, cho đến cứu cánh niết bàn, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp giới cho đến cứu cánh niết bàn cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc pháp giới cho đến cứu cánh niết bàn hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh bậc cực hỷ, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bậc cực hỷ không có danh, trong danh không có bậc cực hỷ. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bậc cực hỷ cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc bậc cực hỷ hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
như cái danh bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân không có danh. Trong danh không có bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh bậc phàm phu chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bậc phàm phu không có danh, trong danh không có bậc phàm phu. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bậc phàm phu cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc bậc phàm phu hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bậc chủng tánh cho đến bậc như lai không có danh. Trong danh không có bậc chủng tánh cho đến bậc như lai. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bậc chủng tánh cho đến bậc như lai cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc bậc chủng tánh cho đến bậc như lai hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh Thanh Văn Thừa chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Thanh Văn Thừa không có danh, trong danh không có Thanh Văn Thừa. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Thanh Văn Thừa cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Thanh Văn Thừa hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh Độc Giác Thừa, Đại Thừa chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Độc Giác Thừa, Đại Thừa không có danh, trong danh không có Độc Giác Thừa, Đại Thừa. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Độc Giác Thừa, Đại Thừa cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Độc Giác Thừa, Đại Thừa hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Lúc bấy giờ cụ Thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá Lợi Tử: Như tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói như nói là ngã vân vân rốt ráo đều chẳng sanh? Xá Lợi Tử: Ngã rốt ráo hoàn toàn không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi,
người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Thọ tưởng hành thức rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, nhãn xứ rốt ráo hoàn toàn không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Nhĩ tĩ, thiệt thân ý xứ rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, sắc xứ rốt ráo hoàn toàn không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Thanh hương vị xúc pháp xứ rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, nhãn giới rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, nhĩ giới rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, tỷ giới rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, thiệt giới rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, thân giới rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, ý giới rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, địa giới rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Thủy hỏa phong không thức giới rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, vô minh rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, cái không nội rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, bốn tịnh lự rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, tám giải thoát rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, bốn niệm trụ rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Bốn chánh đạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Pháp môn giải thoát vô tướng vô huyện rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh?
Xá Lợi Tử, năm loại mắt rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Sáu phép thần thông rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, mười lực của Phật rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, trí nhất thiết rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, pháp không quên mất rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Tánh luôn luôn xả, rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, bậc cực hỷ rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Bậc ly cấu, bậc pháp quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, bậc phàm phu rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, thanh văn thừa rốt ráo không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Độc giác thừa, đại thừa rốt ráo đều không sở hữu, đã chẳng thể nắm bắt được thì tại sao có sanh? Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là ngã vân vân rốt ráo chẳng sanh. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại đáp lời Xá Lợi Tử, như tôn giả đã hỏi, vì duyên cớ gì mà nói các pháp cũng vậy đều không có tự tánh? Xá Lợi Tử, các pháp đều không tự tánh hòa hiệp. Vì sao? Vì hòa hợp nên có pháp, tự tánh là không. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện pháp nào không có tự tánh hòa hiệp? Thiện hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc không có tự tánh hòa hiệp, thọ tưởng hành thức đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, nhãn xứ không có tự tánh hòa hiệp, nhĩ tý thiệt thân ý xứ đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, sắc xứ không có tự tánh hòa hiệp, thanh hương vị xúc pháp xứ đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, nhãn giới không có tự tánh hòa hiệp, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, nhĩ giới không có tự tánh hòa hiệp, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, tỷ giới không có tự tánh hòa hiệp, gương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, thiệt giới không có tự tánh hòa hiệp, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, thân giới không có tự tánh hòa hiệp, xúc giới, thân thức giới và thất xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, ý giới không có tự tánh hòa hiệp, pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, địa giới đều không có tự tánh hòa hiệp, thủy hỏa phong không thức giới đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, vô minh không có tự tánh hòa hiệp, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, cái không nội không có tự tánh hòa hiệp, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi pháp, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa không có tự tánh hòa hiệp, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa đều không có tự tánh hòa hiệp.
Xá lợi từ, bốn tịnh lự không có tự tánh hòa hiệp, bốn vô lượng, bốn định vô sắc đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, tám giải thoát không có tự tánh hòa hiệp, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, bốn niệm trụ không có tự tánh hòa hiệp, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, pháp môn giải thoát không không có tự tánh hòa hiệp, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, năm loại mắt không có tự tánh hòa hiệp, sáu phép thần thông không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, mười lực của Phật không có tự tánh hòa hiệp, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, trí nhất thiết không có tự tánh hòa hiệp, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, pháp không quên mất không có tự tánh hòa hiệp, tánh luôn luôn xả không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, tất cả pháp môn đà la ni đều không có tự tánh hòa hiệp, tất cả pháp môn tam ma địa đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, bậc cực hỷ không có tự tánh hòa hiệp, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, bậc phàm phu không có tự tánh hòa hiệp, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc đi dục, bậc sĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, thanh văn thừa không có tự tánh hòa hiệp, độc giác thừa, đại thừa đều không có tự tánh hòa hiệp. Xá lợi từ, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi từ, các pháp chẳng phải thường cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp chẳng phải thường thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy, xá lợi từ hỏi thiện hiện pháp nào chẳng phải thường cũng không tan mất. Thiện hiện đáp, xá lợi từ, sắc chẳng phải thường cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá lợi từ, nhãn xứ chẳng phải thường cũng không tan mất. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá lợi từ, sắc xứ chẳng phải thường cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá lợi từ, nhãn giới chẳng phải thường cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ cho nhãn xúc làm chuyên sanh ra chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá lợi từ, nhĩ giới chẳng phải thường cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ cho nhĩ xúc làm chuyên sanh ra chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá lợi từ, tỷ giới chẳng phải thường cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ cho tỷ xúc làm chuyên sanh ra chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá lợi từ, thiệt giới chẳng phải thường cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ cho thiệt xúc làm chuyên sanh ra chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá lợi từ, ý giới chẳng phải thường cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ cho ý xúc làm chuyên sanh ra chẳng phải thường cũng không tan mất.